Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách pha màu để vẽ cánh của bông hoa mẫu đơn. Thì lát nữa thì khi học vẽ lá thì mình sẽ dạy các bạn cách pha màu cho lá, rồi là pha màu cho nhụy. Nhưng mà pha màu cho cái cánh của hoa mẫu đơn thì là phức tạp nhất, và mình nghĩ xứng đáng có một cái bài học riêng. Thì để pha màu trên cái cánh của hoa mẫu đơn thì chúng ta sẽ dùng màu tà húng, tức là màu đỏ tươi này, màu trắng hay nội gọn gọi là màu thải bái, và màu đỏ đô này là màu sủ húng. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra cái palette này, thì màu trắng mình sẽ để ở giữa vì là mình sẽ dùng đến nhiều nhất. Sau đó màu thì có một vấn đề đối với cái màu này là ví dụ như là lát nữa chúng ta pha thì mà khi chúng ta lấy cái màu tà húng này thì khả năng lúc đấy cọ chúng ta đã có màu trắng, thế nên là mình sẽ pha mình để cái màu nó ở một cái góc như thế này thì là nó lúc nào nó sẽ chảy màu xuống, thì lúc nào mình cũng có thể lấy được cái màu tươi mà chưa bị biến chất. Tiếp theo đây là màu sủ húng, tức là màu đỏ đô, thì mình cũng đổ vào một góc như vậy. Mình chợt nhận ra là mình có mang thiếu, mình muốn có một cái chiếc đĩa để mình mix màu ở trên cọ. Thực ra nếu mà các bạn pha màu vào một cái đĩa thay vì dùng palette thì các bạn có thể dùng cái đĩa đó luôn, như thế còn tiện hơn. Thế nhưng mà cá nhân mình thì hiện tại là mình cũng không có một cái đĩa to nào, nên là mình đợi mình xíu để mình lấy một cái đĩa nhỏ nha. Thì đây là cái đĩa mà chúng ta sẽ dùng nó để chúng ta, mình không biết giải thích như thế nào, mình sẽ demo để cho các bạn xem. Thì sau khi lấy màu trắng, màu tà húng, màu sủ húng thì chúng ta sẽ làm ướt cái cọ kim hào này. Chúng ta sẽ làm ướt cái cọ kim hào này, sau đó chúng ta lấy cái màu trắng này. Thì có một cái nguyên tắc khi mà vẽ bông hoa mẫu đơn thì chúng ta không nên để cái cọ này quá ướt, nhưng mà các bạn cũng tránh để cọ khô quá. Ok, thế nên là mình sau khi mà mình lấy xong màu trắng này thì mình sẽ chỉ gạt cái cọ vào cái thành của cái palette này để cho nó bớt cái màu trắng đi. Sau đó thì mình sẽ lấy cái màu tà húng này và mình sẽ mix nó vào khoảng 1/3 cho đến 1/2 cái cọ này là màu tà húng. Thì lưu ý một chút, chúng ta sẽ lấy màu, ở đây chúng ta sẽ lấy màu nó lên khoảng 1/3. Sau đó chúng ta lăn cái cọ ở đây, chúng ta tán màu thì nó sẽ lên 1/2 và nó sẽ đều hơn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ chấm cọ vào cái màu là màu sủ húng này. Thì bây giờ mình sẽ thử đi cái cọ này ở trên cái giấy này để các bạn hiểu chúng ta đang làm cái gì nhé. Thì khi mà chúng ta làm cái bước này thì khi mà vẽ đấy, chúng ta đã pha màu ở trên cọ, và khi chúng ta vẽ một cái cánh hoa mẫu đơn thì trên cái cánh nó đã có 3 màu. Dưới cùng thì là màu đỏ đậm, đó là màu sủ húng. Sau đó là cái màu hồng tươi, đó là màu tà húng. Và ngoài cùng thì màu trắng, màu thai bái. Thì cái này như mình đã nói thì là làm ở trên cọ kim hào thì sẽ dễ hơn. Và mình thử lại một lần nữa cho các bạn xem nha. Thì với cái cách này thì chúng ta sẽ pha màu ngay ở trên cọ. Và bây giờ thì mình thấy cái cọ này khô lên một chút, nên là mình sẽ rửa cọ đi và mình làm lại một lần nữa để cho các bạn xem nha. Rửa cọ này, mình thấy cọ hơi khô nên là lần này mình sẽ thêm nước vào cái màu trắng này.
chấm đến tận cuống cọ này. Sau đó pha màu tà húng 1/3. Mình sẽ đập cái cọ vào cái đĩa này để màu lên đều. Sau đó đầu cọ thì chấm vào cái màu sổ húng này. Chúng ta làm lại nhé. Thì đó là cái cách để chúng ta pha màu ở trên cái cánh hoa mẫu đơn. Thì sang video tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu luyện vẽ cái bông hoa mẫu đơn. Và để cho dễ học thì mình sẽ dạy các bạn từ dễ đến khó. Và từ dễ đến khó ở đây là chúng ta sẽ bắt đầu vẽ từ cái nụ hoa mẫu đơn nhỏ nhất cho đến cái bông hoa to nhất.